Tiếp theo sẽ là một điểm tin đáng chú ý về chủ đề môi trường. Vừa qua, tại tỉnh Nghệ An, công ty PNG Việt Nam phối hợp cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức kỷ niệm 25 năm Ngày nước thế giới nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe cộng đồng. Cũng trong sự kiện này, tập đoàn toàn cầu PNG cũng giới thiệu về dự án hợp tác hỗ trợ nước sạch thông qua cung cấp gói lọc nước PNG. Gói bột lọc nước của PNG nặng 4 kg có khả năng lọc 10 lít nước bẩn thành nước sạch chỉ trong 30 phút. Chương trình nước sạch cho trẻ em đã được tập đoàn chúng tôi triển khai trên 75 quốc gia kể từ năm 2004. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến 15 tỷ lít nước sạch vào năm 2020 và cũng hy vọng những gì chúng tôi làm được sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng.